hướng dẫn sử dụng template kéo thả đáp án đúng. Trên EDU Live, template kéo thả đáp án đúng là một nội dung mẫu về tương tác kéo thả. Bạn chỉ cần kéo thả các ô ở dưới vào các chỗ trống tương ứng để hoàn thành câu, đoạn văn, rồi bấm kiểm tra để xem kết quả. Nếu đúng thì màu chữ sẽ chuyển sang màu xanh, còn nếu sai thì màu chữ sẽ chuyển sang màu đỏ. Với template này bạn có thể tạo các hoạt động tổ chức dạy học như áp dụng vào ôn tập khái niệm, định nghĩa, hoàn thành đoạn văn, học tập theo từ khóa, từ vựng, có thể dùng tiếng Việt và tiếng Anh. Để chỉnh sửa nội dung, thay đổi câu hỏi và đáp án, bạn thực hiện như sau. Trước hết, từ giao diện chính, chọn vào nút thêm slide ở góc dưới bên phải. Sau đó bạn nhập nội dung tìm kiếm là kéo thả đáp án đúng. Bạn chọn vào template đó. Tiếp tục bạn chọn nút thiết lập góc dưới bên phải. Sau đó sẽ hiện ra bảng thiết lập, bạn sẽ thay và chỉnh sửa nội dung ở bảng này. Đầu tiên sẽ là tiêu đề câu hỏi, bạn xóa nội dung mẫu đi rồi nhập nội dung bạn mong muốn vào, rồi ấn Enter. Bạn để ý sang hình xem trước bên cạnh để thấy sự thay đổi. Sau đó là thay đổi tiêu đề phụ, chỉnh sửa tương tự như trên, còn nếu không dùng thì bạn có thể ấn biểu tượng con mắt để ẩn đi. Tiếp theo là mình thay đổi nội dung câu, đoạn văn ở mục văn bản mẫu. Ví dụ là mình có câu thành ngữ một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Tiếp theo bạn thêm các cặp dấu ngoặc nhọn vào các từ bạn muốn ẩn đi, các từ này sẽ tự hiện ở đáp án. Mình chọn các từ như một, non, trụm lại. Sau đó thêm một số đáp án nhiễu. Bạn có thể chọn dấu cộng để thêm các đáp án nhiễu. Chọn dấu x đầu dòng để xóa bớt đáp án nhiễu. Cuối cùng, bạn đã chỉnh sửa xong thì bạn hãy chọn nút áp dụng. Chúng ta cùng xem thử. Bạn chỉ cần kéo thả các ô ở dưới vào các chỗ trống tương ứng để hoàn thành câu, đoạn văn, rồi bấm kiểm tra để xem kết quả. Việc sử dụng template sẽ giúp mất ít thời gian soạn giảng mà vẫn có những nội dung chất lượng. Hãy chuyển các ý tưởng của bạn thành bài giảng hấp dẫn trên EDU Live. Chúc bạn thao tác thành công. EDU Live.